Bác hỏi anh hôm nay đi khai giảng hả? Sao bác gọi con đi khai giảng? Con trẻ hả? Con 35 tuổi rồi. 35 rồi. Cháu 35 tuổi. À thế à? Cũng cười ở trong nhà. Em tưởng như cô quên chân hả? Nay là khai giảng. Là bò đây đúng không? Đổi bò, 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 bò. 35 tuổi rồi. Bảo quan trọng. Cháo đậu đen với lại cà pháo với lại đậu hũ với lại dầu quẩy ăn tưởng là không hợp mà là hợp không tưởng nha, cực kỳ ngon luôn á. Tức là mình sẽ không nghĩ là cà pháo đậu hũ lại ăn được với cháo đậu đen với quẩy nữa. Ôi, lọc xương đây. Ăn tưởng không hợp mà là hợp không tưởng luôn, cực kỳ ngon luôn nha, ra Hà Nội đang tưởng. Chắc là em ăn với những cái đấy đều vừa đấy. Dạ, chấm quẩy. Quẩy nhá. Bye bye.